Chào tất cả cô chú anh chị trên cả nước nha. Hiện tại thì em đang có mặt ở vườn ươm để quay chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị về một cái lô hàng em mới vừa nhập về trại giống anh chị. Thì cái lô cây hôm nay em đã để bên cạnh bên em đây anh chị. Đây là cái giống này là cái giống Việt Quất tứ quý nha anh chị. Hay, cây là cây đã được bên em nuôi dưỡng dâm ủ ở trong chậu sẵn ha, và cây đang cho trái nè anh chị thấy ha. Tí nữa em sẽ quay gần cho anh chị mình xem nha. Và trong cái lô này thì sẽ có những cái trái chín sớm và em đã hái ở đây để ăn thử chia sẻ với cô chú anh chị mình ha. Đây là cái trái Việt Quất nó chín anh chị. Tí em cũng sẽ quay gần cho cô chú anh chị mình thấy rõ hơn nha. Thì đối với cái dòng Việt Quất tứ quý này nó sẽ cho trái gần như là quanh năm nên cô chú anh chị mình mua về trồng. Và đặc biệt một cái đặc điểm của cái dòng Việt Quất tứ quý này nữa là cái dòng này là cái dòng ưa là ưa mát nha anh chị ha. Nên cô chú anh chị mình cần hãy che chắn cây này trước cho trong khi mình trồng ha, để giúp cho cây phát triển tốt hơn. Cây thì được dâm ủ rất là cứng rồi và trái đang chi chít trái trên cây luôn cô chú anh chị mình thấy nha. Bây giờ cô chú anh chị mình mua về là có thể mình để trái ngay luôn nha, ăn được những cái trái này luôn nha ha. Thì để em ăn thử cái trái này trước cho cô chú anh chị mình xem ha. Đây, cái trái cực kỳ là đẹp luôn, chín đẹp lắm anh chị, chín cái màu tím đậm cũng như là có một cái lớp phấn ở ngoài ha, trắng trắng rất là đẹp luôn. Ok ha, mùi rất là thơm anh chị. Cái vị ngọt nó là cái vị ngọt thanh nha, không phải là ngọt đậm, và cái mùi thơm của nó là khi mình ăn á nó rất là thơm nha anh chị. Thì cái dòng này thì thích hợp cho cô chú anh chị mình trồng chậu nha, trồng đất cũng được nha, nhưng mà em thấy là ưu tiên mình trồng chậu thì nó tốt hơn nha anh chị. Ok, thì bây giờ em sẽ quay chi tiết hơn gần hơn nữa để cho cô chú anh chị mình xem cái cây giống thực tế như thế nào, cũng như là xem cái trái chín nó ra làm sao để cô chú anh chị mình có nên lựa chọn cái dòng này về trồng hay không ha. Cái lô này thì em về được khoảng 100 cây. Cô chú anh chị nào mà yêu thích thì có thể liên hệ sớm bên em để lựa những cây đẹp, những cây mà trái sai ha. Cây nào cũng trái sai nhưng mà cô chú anh chị mình liên hệ sớm thì sẽ được lựa được những cái cây ưng ý hơn nha. Ok. Rồi hiện tại mà cô chú anh chị mình đang xem ở đây là cái giống Việt Quất tứ quý nha anh chị, cây đang cho trái nè. Đối với cô chú anh chị mình mua thì cây bên em đã cho sẵn trái như thế này. Cô chú anh chị mình mua về chỉ việc là trồng và ăn cái lứa trái này thôi, và chăm cây thì tiếp tục nó sẽ cho ra những lứa trái tiếp theo nha anh chị. Đây, trái này to nè anh chị ha. Rồi, cho cô chú anh chị mình xem cái trái chính của nó luôn nè ha. Đây. Cái này là bên em hái từ những cái cây giống như thế này, nó đã có những cái trái chính vậy anh chị. Do vận chuyển đi thì nó cũng sẽ rụng nên bên em sẽ hái bỏ bớt đi ha anh chị. Ha, còn những cái trái nhỏ như thế này thì cô chú anh chị mình về mình chăm sóc trong vòng là tầm khoảng là 15-20 ngày nữa là mình có thể thưởng thức được những cái trái Việt Quất ha, do tự tay mình chăm sóc nha anh chị. Thì đối với cây này thì bên em sẽ hỗ trợ gửi toàn quốc cho tất cả cô chú anh chị mình luôn nha. Cô chú anh chị nào ở gần ở Chợ Lách Bến Tre thì có thể đến trực tiếp mình mua, còn nếu mà ở xa thì cô chú anh chị mình anh em sẽ hỗ trợ gửi qua đường bưu điện nha. Cái này thì có thể là nếu cô chú anh chị mình chăm là có thể chơi Tết luôn á. Rồi, đây cái trái nè anh chị ha. Cái trái chính của nó nè, rất là đẹp luôn, rất là thơm nha anh chị. Đây, chính nó có lớp phấn hơi màu trắng trắng như thế này là cây bắt đầu chín ha. Cái non cũng có nè anh chị, cái lớp phấn nè, anh thấy không? Đó, lớp phấn này không? Đó. Rồi, ok, thì nếu mà cô chú anh chị mình có nhu cầu tìm mua cái giống Việt Quất này thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em để bên em hỗ trợ cho cô chú anh chị mình ha. Quay chia sẻ cô chú anh chị mình lại cái lô nè, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành ăn thử cái trái Việt Quất này để cho cô chú anh chị mình cùng xem ha. Đây, trái Việt Quất chín anh chị, rất là ok luôn. Trái khá là to nha anh chị, rất to và rất là thơm. Cái trái này là cái trái Việt Quất tứ quý nha anh chị, nó cho trái quanh năm. Và cô chú anh chị mình xem ở đây là cái cây giống mà bên em đang chăm nuôi cũng như là đang có những cái trái non như thế này. Cô chú anh chị mình mua về có thể là mình ăn được cái đợt trái này luôn ha. Cái đợt này thì cô chú anh chị mình dưỡng là tới Tết luôn á, có thể là tới kéo dài tới Tết Tây luôn á. Ô, Tết Dương lịch mình chứ, bảy Tết Tây qua rồi nha anh chị. Ok, thì đối với cô chú anh chị nào mà quan tâm cái dòng này thì có thể liên hệ nha. Bây giờ em ăn thử nha. Cái mùi nó rất là thơm anh chị, ăn một trái muốn ăn trái thứ hai luôn á. Rất là no, tròn và đẹp ha. Thì chắc là quý cô chú anh chị mình đã đều có đã có uống thử một lần cái dòng Việt Quất này. Cái nước uống làm từ Việt Quất này rất là nổi tiếng luôn ha. Và hầu như là cái quán nào cũng có bán hết. Và đây là cái Việt Quất tươi, ăn nó còn ngon còn thơm hơn nữa nha anh chị.
Nếu mà cô chú anh chị mình có nhu cầu thì liên hệ sớm nha. Cái lô này thì số lượng cũng không có nhiều lắm nha anh chị. Nó tầm khoảng là 100 gốc thôi. Thì cũng có một số anh chị quen biết đã có nhắn tin chốt hàng rồi. Thì cô chú anh chị nào mà chưa có nhu cầu á thì mua thì có thể liên hệ bên em. Bên em sẽ để hotline trên video để cô chú anh chị mình dễ phần tiện liên lạc nha. Ok.